Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 3 Tây của tháng 2 của năm 2020 và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Đó là qua đài truyền hình của Việt TV 51.5 tại Houston, 55.5 tại khu vực Dallas và on DirecTV 2036 và cũng trên Facebook và trên online của Việt TV luôn. Ngoài qua TV, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch cũng trực tiếp gửi cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Đó là Việt Radio trong khu vực thành phố Houston 1560 AM. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta có rất là nhiều tin. Nhưng mà nhất tiết là những cái tin tức này nó không phải là cái tin tức tốt, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên phần đầu của chương trình này thì có 3 cái tin mà Tuấn cần trình bày cho quý vị. Cái tin đầu tiên liên quan về cái quy định gánh nặng xã hội. Cái thứ nhì liên quan về cái quyết định hành pháp của cái Travel Ban 3.0. Và cái tin thứ ba thì nó lại liên quan tới cái quyết định hành pháp mới nhất liên quan về cái coronavirus. Rồi trong chương trình này thì Tuấn sẽ gửi cho quý vị cái visa bulletin của tháng 2 của năm 2020. Suốt cả thời gian cả năm ngoái, khi chúng ta bắt đầu biết có cái đề xuất liên quan về cái gánh nặng xã hội cho tới, xin lỗi, không phải năm ngoái, năm trước nữa, năm 2018, khi chúng ta biết có cái đề xuất liên quan về cái gánh nặng xã hội cho tới cái thời gian năm ngoái chúng ta có cái nghị định, cái regulation liên quan về cái gánh nặng xã hội, thì chúng ta theo dõi cái vấn đề này và chúng ta bắt đầu thấy là trên nguyên tắc cái nghị định, cái regulation liên quan về cái gánh nặng xã hội phải thi hành vào ngày 15 Tây tháng 10 của năm 2019. Nhưng mà đây là một cái nghị định nó rất là controversial, nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên có những tập đoàn Việt, tập đoàn gọi là non-profit, là không phải là tập đoàn Việt thiện, những cái thành phố, những cái quận, những cái tiểu bang đã kiện lại Bộ Nội an hoặc là cơ quan sở di trú để chống lại cái nghị định của cái gánh nặng xã hội. Đó. Thì đang có nhiều cái kiện tụng ở trên tòa liên bang. Đó. Thì trong cái kiện tụng liên bang á, thì những cái cơ quan này đang kiện yêu cầu tòa liên bang địa phương không cho phép tiến hành cái nghị định này mà đáng lẽ rơi vào ngày 15 Tây tháng 10 của năm 2019. Cho nên cái kiện tụng này nó chưa có xử xong, nó chưa có xong. Đó. Nhưng mà một cái câu hỏi là như thế này, có nên cho cái sở di trú hoặc là Bộ Nội an tiến hành cái nghị định này hay không? Thì cái tòa liên bang ở bên Cali, ở bên Maryland và ở bên một Washington State nói rằng không được tiến hành cả quốc gia luôn để trong cái thời gian những cái tòa liên bang xử về những cái vụ án này. Thì chúng ta có cái quyết định đó của tòa liên bang vào ngày 11 Tây tháng 10 của năm 2019. Rồi sau đó ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump đã kháng cáo lên về cái quyết định này cho tới cái tòa tối cao pháp viện. Thì tòa tối cao pháp viện ngày thứ hai vừa qua đã quyết định rằng là cho phép sở di trú Bộ Nội an tiến hành cái quy định gánh nặng xã hội mà trên nguyên tắc phải thi hành vào ngày 15 Tây tháng 10 của năm 2019. Cho nên chúng ta có một cái quyết định rất là lớn của Tòa Tối cao Pháp viện vào ngày 27 Tây tháng 1. Đó là Tòa Tối cao Pháp viện ngày 27 Tây tháng 1 cho phép Bộ Nội an, cơ quan sở di trú tiến hành cái quy định gánh nặng xã hội. Đó. Cho nên đó là cái tin tức rất là lớn. Mà cái tin tức đó nó sẽ ảnh hưởng những cái quyết định hành pháp khác nữa.
giống như là vấn đề bảo hiểm y tế cho những người định cư nữa, hoặc là những cái quyết định khác nữa. Nào, cách đây vài bữa thôi, Sở Di trú và Nhập tịch đã thông báo rằng là cái quyết định gánh nặng xã hội người ta sẽ thi hành vào ngày 24 tây tháng 2 của năm 2020. Cho nên hai cái vấn đề mà quan trọng nhất là bây giờ kể từ thứ hai vừa qua, Tòa Tối cao Pháp viện của nước Hoa Kỳ cho phép Sở Di trú tiến hành cái quy định gánh nặng xã hội. Và Sở Di trú đã thông báo rằng là người ta sẽ tiến hành cái quy định gánh nặng xã hội, bắt đầu tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh hoặc là xin gia hạn tình trạng tạm thời ở đây, hoặc là thay đổi tình trạng ở đây giống như du lịch qua du học, hoặc là gia hạn thêm cái thời hạn đó. Bắt đầu tất cả những cái hồ sơ đó vào ngày 24 tây tháng 2 của năm 2020. Nghĩa là còn đúng 3 tuần nữa là cái quyết định gánh nặng xã hội sẽ bắt đầu áp dụng với Sở Di trú. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay, phần đầu của chương trình, thì mình sẽ nói lại cái quan trọng về cái quyết định gánh nặng xã hội. Và đây mình nói lại là tại vì nếu mà quý vị muốn đi vào cái chi tiết hơn về cái quyết định hoặc là cái quy định gánh nặng xã hội, thì quý vị có thể theo dõi hoặc là coi lại cái chương trình mà đã thâu trước đây vào đêm Noel của năm 2018. Đêm Noel của năm 2018, đó là chương trình 341 trên YouTube. Cho nên nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái quy định gánh nặng xã hội, thì đó là chương trình 341 ở trên YouTube. Nào, bây giờ mình sẽ trở lại những cái chi tiết quan trọng thôi, là cái quy định gánh nặng xã hội thì nó sẽ áp dụng như thế nào. Thì đầu tiên, áp dụng cho ai? Áp dụng cho ai? Áp dụng cho bất cứ người nào ở trong nước Hoa Kỳ xin thẻ xanh ngoài diện tị nạn hoặc là diện định cư đặc biệt thôi. Đó, bất cứ người nào ở trong nước Hoa Kỳ nha, ở trong nước Hoa Kỳ sẽ xin thẻ xanh, giống như là vợ chồng, hoặc là hôn thê, hoặc là cha mẹ bảo lãnh con, hoặc là anh chị em, hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh. Cho nên bất cứ người nào ở trong nước Hoa Kỳ xin thẻ xanh, hoặc là bất cứ người nào ở trong nước Hoa Kỳ xin gia hạn tình trạng ngoại định cư giống như du lịch hoặc là du học, hoặc là xin chuyển những cái tình trạng không phải định cư qua giống như cái tình trạng không phải định cư, giống như là du lịch qua du học hoặc là gia hạn thời hạn du lịch. Cho nên cái quyết định gánh nặng xã hội nó chỉ có áp dụng cho những người nào xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ hoặc là gia hạn cái tình trạng ngoại định cư ở trong nước Hoa Kỳ. Nó không có áp dụng cho quý vị nào đã có thẻ xanh hoặc là quý vị sẽ xin nhập vào quốc tịch. Đó, cho nên mình muốn nhấn mạnh cái đó, tại vì chưa gì ngày hôm nay trước khi tới đài rồi là Tuấn có nhiều cái câu hỏi, hỏi là về cái vấn đề ảnh hưởng hồ sơ quốc tịch. No. Về cái vấn đề nếu mà sau này đã có quốc tịch muốn bảo lãnh người khác ở Việt Nam. No. Cái quy định gánh nặng xã hội mà sẽ thi hành ngày 24 tây tháng 2 năm 2020 là cho những người nào sẽ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Một em du học kết hôn, đó là một cái thí dụ. Quý vị bảo lãnh người vị hôn thê qua này phải xin thẻ xanh, cũng là một cái thí dụ. Cho nên bây giờ phải suy nghĩ có nên đi diện fiancé hay không, cũng là một cái sự tính toán nữa. Hoặc là những em đang du học, đã tốt nghiệp, có cái job offer của những cái cơ sở đó sẽ bảo lãnh. Đó là những cái thí dụ cho quý vị. Còn nếu mà quý vị đã có thẻ xanh, sẽ vào quốc tịch, hoặc là có quốc tịch bảo lãnh cho thân nhân ở ngoài nước Mỹ, hoàn toàn không có áp dụng cho quý vị. Cho nên mình muốn nhấn mạnh cái đó,
để tránh cái sự hiểu lầm. Nào, thì khi người ta xin thẻ xanh rơi vào cái quy định gánh nặng xã hội mới thì người ta cần hiểu cái gì? Thì người ta cần hiểu, cái người nộp đơn cần hiểu là như thế này. Nhân viên của sở di trú. Nhân viên của sở di trú khi giải quyết hồ sơ thẻ xanh của người ta phải hỏi cái câu hỏi này dưới cái quy định gánh nặng xã hội là như thế này. Trong vòng thời gian 3 năm tới nữa, 3 năm tới nữa, người ta có thể rơi vào trợ cấp 12 tháng trong vòng 3 năm hay không? Cho nên đây là một cái cú sét gọi là prospective, nghĩa là tương lai, chứ không phải là cái quá khứ hoặc là hiện tại. Cho nên nhân viên của sở hữu chứ phải quyết định là trong tương lai 3 năm nữa người này có thể rơi vào trợ cấp, mà cái trợ cấp đó có phải trong vòng 1 năm, trong 3 năm hay không? Đó, giả sử cơn bão tới rồi người ta phải xin trợ cấp vài tháng, cái đó nó không phải. Đây là 12 tháng trong vòng 3 năm, hoặc là 12 tháng trong vòng 36 tháng, hoặc là 1 năm trong vòng 3 năm. Cho nên đó là cái câu hỏi mà nhân viên của sở di trú phải hỏi. Nào, làm sao khi hỏi như vậy thì phải nghiên cứu cái gì? Thì nhân viên của sở di trú phải nghiên cứu về 7 cái yếu tố. 7 cái yếu tố. Đó là tuổi tác nè, sức khỏe nè, tình trạng gia đình nè, khả năng kinh tế tài sản nè, cái vấn đề giáo dục nghề nghiệp nè, cái vấn đề tình trạng di trú ở đây, giả sử định cư hay là tạm thời, không phải định cư giống như du lịch hoặc du học, hoặc là thời gian hiện tại ở đây bao lâu và cái bảo trợ tài chính. Đó là cái 7 cái yếu tố, 7 cái điểm mà nhân viên của sở di trú phải cứu xét. Thì 7 cái điểm này nó nằm ở đâu? Nó nằm trong những cái hồ sơ mới, những cái form mới mà sở di trú sẽ đưa ra. Giống như những cái câu hỏi này nó sẽ nằm trong cái mẫu đơn I-944 mà bắt đầu sẽ thi hành vào ngày 24 tây tháng 2 của năm 2020. Cho nên ngoài cái 7 yếu tố này thì người ta sẽ đi sâu vào giống như là tuổi tác. Tuổi tác, tuổi người này còn trẻ hay không? Hay là quá lớn tuổi? Đây có phải là tuổi từ 18 cho tới 65 mà có thể tiếp tục được lao động đi làm việc hay không? Cái thứ nhì, cái sức khỏe của người ta. Sức khỏe người ta có bệnh hoạn gì không? Có cái gì cản trở cho người ta để cho người ta làm việc hoặc là đi học hoặc là làm tự lo bên này hay không? Cái thứ ba là cái tình trạng gia đình của người ta như thế nào? Có nhiều người trong gia đình hay không? Có con nhỏ hay không? Có bao nhiêu con số người hay không? Mà trong cái gia đình người ta phải lo bao nhiêu trên 50% cho con cái của người ta hay không? Và cái thứ tư, về cái khả năng kinh tế của người ta, tài sản của người ta. Đó, từ ngân hàng nè, cho tới những cái tài sản người ta có, từ đất đai cho tới bất cứ cái gì, từ cổ phần. Và soi sánh với cái nợ nần của người ta, cái liability của người ta nữa. Và thêm cái thứ năm là cái vấn đề giáo dục của người ta, nghề nghiệp của người ta. Đó, người này có đi làm hay không, có nghề nghiệp gì hay không, có bằng cấp hay không. Đó, và cái thứ sáu là thường thường nó không có áp dụng cho cái việc khi xin thẻ xanh. Đây là cái tình trạng nếu mà một người đi du lịch xin gia hạn hoặc là du lịch chuyển qua du học. Đó là tình trạng thứ sáu, là tình trạng ngoại định cư, người ta muốn ở đây bao lâu. Và cái thứ bảy là cái bảo trợ tài chính I-864. Cho nên trở lại với Tuấn là như thế này. Hiện tại bây giờ khi người ta xin thẻ xanh, sở di trú chỉ ngó vào cái I-864 thôi, là cái hồ sơ bảo trợ tài chính mà cái người bảo lãnh phải ký và trình bày cho sở di trú biết rằng là nếu mà tương lai thân nhân của tôi rơi vào trợ cấp thì tôi sẽ chịu cái trách nhiệm đó. Nhưng mà cái trách nhiệm đó nó chỉ liên quan tới một số cái vấn đề phải lâu dài cho người ta thôi, chứ không phải là người này lẻn tiền cái trợ cấp gì đó mà người ta có trách nhiệm. Nó là thường, ngay hiện tại bây giờ thì nó là những cái gì mà lâu dài. Nhưng mà đối với cái sự thay đổi trong cái quy định gánh nặng xã hội mới thì cái bảo trợ tài chính bây giờ nó là một trong 7 cái yếu tố mà người ta nghiên cứu thôi, chứ nó không phải là cái chính giống như cái thời điểm này nữa. Đó. Mà nếu mà quý vị thấy cái quy định gánh nặng xã hội mới, nó focus về ai, nó chú ý về ai? Nó chú ý về cái người xin thẻ xanh.
nó chú ý về cái người muốn định cư ở đây xin thẻ xanh để xem tương lai người ta có rơi vào trợ cấp hay không. Còn cái vấn đề thân nhân khả năng như thế nào, nó là một trong 7 cái yếu tố mà thôi. Cho nên đây là cái thay đổi rất là lớn. Nhưng mà ngoài những cái yếu tố này, nó có những cái yếu tố mà nó quá lớn. Mà cho dù những cái yếu tố người ta nó đầy đủ hết, nhưng mà có những cái yếu tố nó quá lớn thì nó có thể bị từ chối. Đó là tình trạng như thế này. Là người này có cái quá khứ có đi làm hay không, có cái quá khứ về giáo dục hay không. Đó. Hoặc là người này cái quá khứ có lãnh tiền trợ cấp hay không. Đó. Hoặc là cái yếu tố về cái vấn đề tình trạng sức khỏe của người ta có bệnh hoạn nặng hay không. Và một cái yếu tố nữa là trước đây người này có vi phạm cái gì mà đã bị trục xuất hay không. Cho nên đó là những cái yếu tố lớn mà nó sẽ ảnh hưởng, mà sẽ cho cái nhân viên biết rằng người này sẽ rơi vào trợ cấp trong vòng 1 năm, trong vòng 3 năm tương lai. Còn những cái yếu tố mà nó giúp cho người ta là cái gì? Là nếu mà cái thu nhập của người ta trên 250% cái mức nghèo, hoặc là người ta tạm thời đây có khả năng đi làm và có quyền được đi làm. Cho nên yếu tố xấu hoặc là yếu tố mà nó không giúp là những cái tình trạng người ta đang lãnh trợ cấp, những cái tình trạng người ta không có sâu được người ta đi làm. Đó. Hoặc là những cái vấn đề người ta bệnh hoạn. Đó. Mà đòi hỏi cái sự lo lắng về cái vấn đề y tế. Còn những cái yếu tố mà nó lớn mà nó giúp cho người ta là cái vấn đề người ta có nhiều cái thu nhập trong cái công ăn việc làm của ta, mà người ta đang ở đây theo cái tình trạng có quyền được đi làm mà người ta đang đi làm. Đó. Nào, nếu mà sau khi phỏng vấn, nếu mà sau khi phỏng vấn thẻ xanh, rồi nhân viên của sở di trú nói rằng là tương lai người này sẽ rơi vào trợ cấp trong vòng 1 năm, trong tương lai trong vòng 3 năm người này sẽ rơi vào trợ cấp, và cái trợ cấp đó có thể là 1 năm trở lên. Thì cái kết quả là như thế nào? Là kết quả nhân viên của sở di trú có quyền yêu cầu cái người muốn thẻ xanh đó phải đóng cái bon hoặc là cái tiền thế chấp. Cái bon hiện tại bây giờ là 8.100. Đó. Cho nên chúng ta sẽ có cái quy định gánh nặng xã hội, và chúng ta sẽ có một cái quy định riêng liên quan về cái bon nữa. Đó. Cho nên cái trách nhiệm của cái người muốn xin thẻ xanh hoặc là muốn xin thẻ xanh như thế nào? Nghĩa là nếu người ta thất bại, người ta có trách nhiệm về cái bảo trợ tài chính và có thể trách nhiệm về cái vấn đề mất tiền của cái bond luôn. Cho nên những cái chi tiết này Tuấn nói rất là nhiều và chi tiết hơn ngày hôm nay trong cái chương trình 341 mà đã gửi cho cái vị đêm Noel của năm 2018. Đêm Noel của năm 2018. Bây giờ tới cái tin kế tiếp là cũng liên quan về cái quyết định hành pháp luôn. Đó. Quý vị nhớ cách đây hơn 3 năm không? Năm 2016 thì Tổng thống Donald Trump được lên chức là Tổng thống, hoặc được bầu cử là Tổng thống. Rồi bắt đầu ngày 20 Tây hoặc ngày thời điểm đó tháng 1 của năm 2017 là tiên thệ được trở thành Tổng thống 45 của nước Hoa Kỳ. Rồi sau đó vài ngày, bắt đầu ngày 27, 28, 29, 30 của tháng 1 là chúng ta có một số quyết định hành pháp. Đó. Thì cái quyết định hành pháp mà nó rất là controversial và thấy biểu tình đầy đủ hết tại phi trường là cái travel ban, là cấm một số người từ quốc gia Trung Đông không được vào nước Hoa Kỳ. Cho nên đó là cái thời điểm cách đây 3 năm. Nhưng mà suốt cả năm 2017 có những cái tranh chấp của tòa, thì ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump đã cải chính lại, đã thay đổi lại cái quyết định hành pháp từ lúc đầu là tháng 1 của năm 2017 cho tới cái quyết định hành pháp số 9645 và 9723. Đó. 9645 và 9723 là cái travel ban, là cái cấm lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Đó.
Thì cái này nó là tin tức nó quan trọng là tại vì như thế này. Ngày 31 tây tháng 1, nghĩa là hôm thứ 6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã bổ sung cái quyết định hành pháp liên quan về travel ban vào ngày 31 tây tháng 1 vừa qua, nghĩa là thứ 6 vừa qua. Thì trong cái bổ sung này, ông ta đưa thêm một số quốc gia, 4 hoặc là 5 quốc gia vào cái sự cấm vào nước Hoa Kỳ nữa. Đó. Cho nên trước đây chúng ta chỉ có nghĩ Bắc Triều Tiên, bên Trung Đông, Sudan, Iran, Iraq, Iran, và sau này bổ sung thì có Venezuela, rồi có Libya, rồi bây giờ cái bổ sung mới nhất là Nigeria. Đó. Cái lý do cái này nó là bản tin là tại vì như thế này là quý vị, là kẻ bắt đầu tháng 2 này, ngày 20 tây tháng 2, là không được định cư bất cứ người nào từ quốc gia Nigeria ở bên Phi Châu. Đó. Cho nên hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình, hồ sơ cơ sở bảo lãnh định cư từ quốc gia Nigeria không được tham dự vào nước Hoa Kỳ. Đó là chuyện rất là lớn. Lý do tại sao nó lớn? Tại vì trong thành phố Houston của chúng ta, cộng đồng Nigeria rất là đông, hơn 65.000 người từ Nigeria đang hiện tại sống trong cộng đồng Houston. Và quý vị cứ nghĩ coi, nếu mà 65.000 người không có cơ hội đoàn tụ với gia đình, mà đó là những cái người ở trong thành phố Houston, thì nó ảnh hưởng rất là lớn, rất là lớn. Đó. Mà đây là một cái cấm tại vì chính quyền ở bên Niger không có hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để giúp chia sẻ về những cái chi tiết gọi là quan trọng hoặc là security về an ninh. Đó. Nhưng mà trong này nó cũng có thêm một quốc gia nữa, đó là Miến Điện nữa, Myanmar. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng nếu mà chính quyền Việt Nam không tham dự hoặc là không chia sẻ cái gì đòi hỏi của Bộ Ngoại giao thì đừng có ngạc nhiên là Việt Nam có thể rơi vào cái cấm này, căn cứ vào cái cấm, cái quyết định hành pháp của tháng 1 hoặc là tháng 9 của năm 2017. Thưa quý vị, đó là hai cái bản tin Tuấn gửi cho quý vị, mà hai cái bản tin nó rất là quan trọng. Còn một bản tin nữa thì Tuấn sẽ gửi cho quý vị trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay, cùng với cái visa bulletin của tháng 2 của năm 2020. Và thưa quý vị, tới đây kết thúc phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.